Bộ Công Thương kiểm tra 14 doanh nghiệp xăng dầu. Bộ Công Thương cho biết đã ban hành quyết định kiểm tra về tuân thủ các điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với 6 doanh nghiệp đầu mối và 8 thương nhân phân phối trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trong nửa đầu năm thực hiện quy định quản lý nhà nước trong kinh doanh xăng dầu, Bộ đã ban hành quyết định kiểm tra việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu của 6 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối và đang trong quá trình thực hiện. Cũng theo bà Hiền, hàng năm, theo quy định về quản lý nhà nước trong kinh doanh xăng dầu, Bộ vẫn thường xuyên lập kế hoạch kiểm tra việc duy trì điều kiện kinh doanh của các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Theo kế hoạch, Bộ kiểm tra tất cả các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu dù lớn hay nhỏ. Việc kiểm tra này không liên quan và không ảnh hưởng đến tổng nguồn xăng dầu trong nước, bà Hiền nói. Đối với việc chấp hành quy định pháp luật của các thương nhân xăng dầu, Bộ Công Thương đánh giá, sau tháng đầu năm, về cơ bản, các thương nhân đã chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu báo cáo duy trì, thay đổi hệ thống phân phối, báo cáo tình hình sản xuất, xuất, nhập, tồn kho, báo cáo quỹ bình ổn giá, kê khai giá bán, định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của Bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số thương nhân chưa chủ động báo cáo để Bộ phải nhắc nhở. Đảm bảo nguồn cung xăng dầu Năm 2024, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu mà Bộ Công Thương phân giao cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 36 thương nhân, thực hiện tổng cộng là 28,4 triệu m3 tấn xăng dầu các loại. Sau tháng đầu năm 2024, theo báo cáo của hai nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn và Tổng cục Hải quan, tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu xăng dầu đạt 12,41 triệu tấn, tương đương khoảng 15,2 triệu m3 tấn, trong đó nhập khẩu chiếm 44,5%, sản xuất trong nước chiếm 55,5%. Báo cáo từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đạt 13,8 triệu m3 tấn xăng dầu các loại bằng 48% tổng nguồn tối thiểu Bộ Công Thương phân giao, giảm 0,28% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 14,2 triệu m3 tấn xăng dầu các loại. Lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2024 khoảng 13,2 triệu mét khối tấn. Tồn kho thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2024 khoảng 1,85 triệu m3 tấn tương đương cùng kỳ. Vụ thị trường trong nước cho hay, dự kiến 6 tháng cuối năm 2024, tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu xăng dầu các loại khoảng 12,76 triệu tấn, tương đương khoảng 15,3 triệu m3 tấn. Tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu 6 tháng cuối năm 2024, theo báo cáo của các thương nhân, ước khoảng 13,3 triệu m3 tấn xăng dầu các loại. Ước tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2024 khoảng 13,2 triệu m3 tấn, bình quân khoảng gần 2,2 triệu m3 tấn tháng, tồn kho từ 1,82 triệu tấn. Đại diện Bộ Công Thương đánh giá, nguồn cung xăng dầu từ nay đến cuối năm đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp sản xuất. Trước đó, tại công điện ngày 23 tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước, trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung và điều hành giá xăng dầu theo quy định. Trong mọi tình huống không để thiếu xăng dầu, tăng kiểm tra, giám sát thị trường, công điện nêu Hiện trên thị trường còn gần 300 thương nhân phân phối xăng dầu, giảm khoảng 10% so với cuối năm 2023. Đây là các đơn vị mua nhiên liệu của doanh nghiệp đầu mối để bán tại các cửa hàng bán lẻ trực thuộc và hệ thống đại lý, đơn vị nhượng quyền. Trong 6 tháng đầu năm đã có 16 thương nhân phân phối trả giấy phép kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, việc một số thương nhân phân phối xăng dầu trả giấy phép là do các doanh nghiệp tự chủ động. Sau khi không đáp ứng các điều kiện kinh doanh qua giả soát của cơ quan quản lý và diễn biến này không ảnh hưởng tới thị trường.